Hello, xin chào tất cả đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay mình sẽ cầm tướng Blitz để leo rank. Và đối đầu với nó là Jinx và Nasus. Nasus mà cầm support thì khá là phí. Vâng, liên tục là các pha trao đổi chiêu thức để cấu kéo máu của cả hai bên. Nói chung là bên họ mà hử ra mình kéo phát chết luôn. Nói chung là cầm tướng Blitz thì mình khá là tự tin các bạn ạ. Tự tin về khả năng câu kéo, còn khả năng chịu đựng thì tùy vào thế trận và tùy vào team địch các bạn ạ. Còn kéo, tỷ lệ kéo rất cao đấy. Ôi, một pha tốc biến nhầm các bạn. Tôi định quả đấy tốc biến lên KS nhưng mà tốc biến nhầm mất. Vâng, đã lấy được một mạng và một một phát tốc biến của Nasus. Và mình cũng mất tốc biến luôn. Còn Yasuo lên này. Ôi giời, một pha xử lý lỗi, nó đã có tường gió nên mình vẫn đây. Tuy nhiên Yasuo cũng phải mất đi cái tốc biến của mình. Còn Zed đã lên, có mạng không? Rất tốt, mình đã có là Acid 2 rồi các bạn. Nói chung là cầm support thì không được farm nhiều và tiền chủ yếu là hỗ trợ, nên là thỉnh thoảng mình cũng phải KS tí để làm đôi mạng để có tiền. Bây giờ mình sẽ về và mua những trang thiết bị đầu tiên. Tiếp tục với diễn biến trận đấu thì đây bây giờ, ôi giời, một pha kéo nhầm và bắt buộc mình phải lui. Nasus vẫn trâu các bạn ạ. AC bắn 4 5 phát nhưng mà vẫn không xin như gì. Thì nếu chỉ cần phạm một sai lầm. Vâng, đã có xuất hiện của rừng bên bạn. Đấy. Này thì level này. Không tốc biến đi đấy. Không tốc biến. Thôi bỏ. Bỏ qua. Nói chung đối đầu với Blitz, nếu mình sơ hở và không hack lão được đối phương thì mình sẽ bị kéo thôi các bạn. Đây, team nó là 3 người. Không sao. Một mạng đầu tiên. Rất tốt. Xem mình cũng phải bỏ mạng. Và bên mình là 2 đổi 1 các bạn. Có Oluwat lên khả năng tự tin khá cao. Mình sẽ tranh thủ farm chung với A. Không được. Đây, lừa kéo phát. Không được, kéo trúng thì mới chết được, còn không trúng thì thôi, tha cho nó. Cầm tướng Blitz thì khả năng câu kéo máu của đối phương là khá tốt các bạn ạ. Tuy nhiên mình phải buộc phải kéo trúng, nếu kéo nhầm thì có thể là tác dụng ngược, đẩy đồng đội mình vào thế khó. Đây là một pha lại lên gạch. Còn này kéo trúng này, đồng đội đâu, không có ai à. Thôi mình phải làm tranh thủ làm mạng. Wow, mình đã được có 2 mạng rồi các bạn ạ. Và là 3 acid, tiền cũng là khá nhiều rồi. Thế trận ban đầu đang là tương đối dễ dàng cho team mình các bạn ạ. Tranh thủ ăn mấy cái cục máu này để lên tiếp tục giết Jinx. Một pha kéo trúng không? Đã trúng rồi, Jinx buộc phải bỏ mạng. Đã có mạng hỗ trợ thứ tư. Các bạn có thấy là mình kéo tỷ lệ chuẩn khá cao không các bạn? Đến thời điểm bây giờ thì dường như là bách phát 99 trúng. Liên tục vào 55 skill 1. Cáo nào, không được. Đấy, 100 phát còn có 98 phát. Phát nữa thôi các bạn. Đường trên đang là liên tục dồn ép đối thủ, không cho diễn định được farm. Vâng, rừng nó đã tiếp tục lên ganh và bên mình cũng đã có 3 người. Đây là đã có cắm mặt rồi các bạn, cách gì thằng Nasus là không lên. Đây lại là giao tranh. Cái gì đây? Thằng này bị ngáo ạ. Một mạng. Có mạng thứ hai không? Liên tục truy đuổi. Vẫn hồ lạt khá hổ báo. Và 2 đổi 1 các bạn ạ. Ôi, một pha phạm sai lầm. Ôi. Không được. Không được rồi. Có ra xua. Tuy nhiên mình đã thoát kịp một pha. Không được rồi. Đã phải bỏ mạng. Vậy là 2 đổi 2. Được không? Vâng, vậy là 3 đổi 3. Một pha hòa tiền của cả hai bên. Một pha vào ăn máu khá lỗi của mình. Yasuo này có mạng không? Vâng, Yasuo sẽ phải bỏ mạng. Vẫn cố gắng để câu kéo và bỏ chạy. Không được, xe ulti quả xịt. Yasuo buộc phải bỏ mạng. Vâng, có mạng thứ hai không?
Vâng, có hại. Mang thứ hai Gragas đã phải bỏ mạng. Tiếp tục với diễn biến của trận đấu thì bây giờ Azinix đứng hớ hênh thế, lại có một mạng nữa, không được. Tuy nhiên vẫn phải bỏ mạng dưới Z. Nasus có đánh được không? Creep đã lên, đuổi theo, đuổi theo, tất cả đuổi theo, kéo trúng nào. À, một pha hack não. Tuy nhiên Nasus đã phải bỏ mạng. Mình là có thêm một chiến công nữa các bạn, 3-1-10, tỷ lệ acid khá là cao. Ra xua xuống đây là nộp mạng à? Ra xua xuống đây là nộp mạng ạ. À. Tuy nhiên không có đồng đội nào hỗ trợ mình. Mình hỗ trợ đồng đội nhưng mà không có hỗ trợ. Một pha lộn xộn của cả hai bên, Nasus, Nasus buộc phải bỏ chạy. Một pha ulti của Gragas. Một mạng cho team của mình. Gragas có trốn được không? Hai mạng. Tỷ số bây giờ khá là chênh lệch, 3 mạng, 22-8 và mình đã acid 13. Đã chiếm quá nửa kill của đội mình các bạn ạ. Nasus, Nasus một pha xử lý lỗi của mình. Đâm đầu vào tường, Gragas kéo không. Ôi một pha xử lý lỗi, tuy nhiên đồng đội đâu hết rồi, đồng đội đâu hết rồi. Bỏ chạy, mình buộc chạy, không được rồi. Gragas dồn tất cả sát thương vào đầu mình. Đồng đội bây giờ mới đến và cũng buộc phải bỏ chạy. Nasus đang liên tục cố gắng để ulti một phát nữa. Z combo luôn. Tuy nhiên Z giết được Radius, tuy nhiên cũng phải bỏ mạng. Olaf đến và càn quét hết tất cả các đội hình của đối phương luôn. Đội hình đối phương là tiếp tục quay trở lại với diễn biến chính trận đấu. Đội hình này liên tục combat. Đội của bạn đang thua thiệt về tiền so với đội mình, tuy nhiên đội bạn vẫn muốn combat sòng phẳng. Không được. Một pha phân vân giữa Zinix và Yasuo, tuy nhiên mình kéo nó không trúng. Một phát kéo nào, không được. Tỷ lệ kéo bây giờ đang giảm sút. Yasuo một pha lừa để ăn Zinix này. Zinix một phát anh nào rất tốt của mình. Mình biết thế nào ông Zinix, ông đứng gần trụ mà xem. Dường như là chiến thắng nằm trong tay của đội mình. Một pha xử lý ulti khá khó hiểu của Gragas. Anh ta ném vào không ai bị gì cả. Liên tục đẩy đến trụ. Chắc là thì mình sẽ kết thúc sớm trận đấu này. Một pha kéo tu mù và đã trúng được Nasus. Có thể kết thúc luôn trận đấu này không? Thì bạn gì nữa ra ra. Trụ bắn mình đau thế nhỉ? Sao bao nhiêu người không bắn lại bắn mỗi mình à? Z đã phải bỏ mạng. Không được. Một pha lo nhìn Zinix và bỏ quên grip. Chắc là chưa kết thúc sớm trận đấu này được rồi. Team mình chiếc 2 và team nó đã ra cả. Một pha phải lùi con Yasuo này. AC đâu. Một đấm. Một kéo. Một ulti. Không được. Có được không? Vâng, Yasuo vẫn phải bỏ mạng và chiến công đầu đã thuộc về mình. Tỷ số KDI đang là 5-2 và 17. Mình sẽ về mua thêm đồ và sẽ trở lại mạnh mẽ hơn. Mình sẽ mua cho mình bản thân mình một cái áo trong lửa. Rồi mình sẽ quay trở lại và sẽ lợi hại hơn lúc nãy nữa. Và bây giờ sẽ kết thúc sớm trận đấu này. Kéo ai đây? Zinix hay Nasus đây? Zinix đồng đội đâu? Một phát kéo trúng, một ulti. Zed đã ăn nộp mạng và còn hai bên họ còn bốn. Zed đã phải bỏ chạy một pha. Đồng đội mình trận đấu đang là 3-4. Nasus à quên, đưa ra Darius. Ôi. Olaf đang càn quét và ở giữa đội hình của đối phương rất mạnh mẽ. Không được.
tưởng chừng như Dali Yasuo đã kẹo, bị kéo trúng và sẽ phải bỏ mạng. Tuy nhiên là Gragas đã phải bỏ mạng trước và tiếp theo là Yasuo. Tính bàn bây giờ chỉ còn lại có mỗi Jinx kéo trúng nào, một pha ulti. Vâng, team mình chết hai và team bạn chết hết. Tiếp tục sớm trận đấu này. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Mong các bạn hãy ủng hộ mình bằng cách ấn like và subscribe kênh này. Xin chào và hẹn gặp lại.